49. Giang đã tới. Tìm được rồi. Nương nương, Tiểu Ly, ngươi hãy đem tới đó cho bệ hạ canh bách hợp, chính tay ta nấu đi. Dạ. Bệ hạ, ngươi suy nghĩ sao? Lão thần có chuyện này không hiểu lắm, không biết đó là độc gì, tại sao nó lại liên quan tới phản tặc nhiều năm trước đây lâm thù gì đó vậy? Có gì mà không hiểu hả? Độc này kỳ lạ, nó cần có lửa, có tuyết rơi, và còn một thứ không thể nào thiếu được, chính là tuyết rơi trung của Mai Lĩnh. Chuyện này e là không có đâu. Làm sao không có được? Nếu như người nào đó bị trúng quả hàn độc này, người đó lại tới Đại Lương Thành của chúng ta, thì chắc chắn chưa tới 2 năm đã làm cho nơi này thay đổi rõ rệt trời long đất lở. Ngươi còn cho rằng đây là một sự trùng hợp à? Không không, cho lão thần hồ đồ rồi. Bệ hạ đây chỉ là suy đoán, vẫn không thể chắc chắn được. Ngự thư quyển người đông phức tạp, trước khi chưa xác định rõ, không được để Mai Trường Tô nghe được tin tức này. Thần truyền chỉ ngự thư quyển hôm nay đóng cửa, không ai được phép ra vào. Không, không chỉ là ngự thư quyển, người nhanh chóng cho người truyền chỉ triệu Mai Trường Tô vào cung. Rõ. Bẩm bệ hạ, quý phi nương nương cho người đem tới canh bách hợp ướp băng giúp bệ hạ giải nhiệt.
Không cần đâu. Dạ. Khoan đã, hãy đem lên đây. Dạ. Mau đem lên đây. Tham kiến bệ hạ. Ê, trời ơi, trời đang nóng như vậy, tính phi nương nương đúng là có lòng. Cô nương cũng vất vả. Nói với nương nương Tô tiên sinh không được vào cung. Nô tỳ cáo lui. Bệ hạ, Mông Chí bây giờ ở đâu? À, Mông đại thống lĩnh có lẽ đang ở phủ của ngài ấy. Cho người truyền chỉ quả tốc hướng tới cấm quân thống lĩnh phủ. Cha, 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 cha. Mông đại thống lĩnh. Công công. Truyền thánh thượng khẩu dụ. Thần tiếp chỉ. Cấm quân đại thống lĩnh Mông Chí nhiều ngày vất vả, ban thưởng 3 ngày nghỉ ngơi, không cần vào cung tạ ơn. Thần lãnh chỉ. Ngươi không nghe lầm chứ? Dạ không có nghe lầm. Cao công công đột nhiên lại nói câu nói này. Tô tiên sinh không được vào cung. Chẳng lẽ không có câu trước cũng không có câu sau? Giọng nói rất nhỏ, ông ấy sợ bệ hạ nghe thấy được. Mau phái Tiểu Lâm tử tới Đông Cung, nhờ thái tử ngăn cản Tô tiên sinh. Dạ. Cha, cha. Nghe nói trong cung truyền khẩu dụ triều huynh vào cung. Đúng vậy. Lão hoàng đế đó đã lâu không lâm triều, đang yên đang lành, tại sao tự nhiên nhớ tới bạch y khách khanh như huynh chứ? Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ không ra được lý do gì hết. Đã truyền khẩu dụ triệu kiến nên ta không thể không đi. Huynh không cần phải lo. Huynh nhìn ta là hạng bối y yếu ớt, hoàng thượng không tới nỗi cho đao phủ mai phục trong cung đợi ta chứ. Huynh đừng lo lắng, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Bổn thân sẽ không tùy tiện truyền tin, Tô tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Người phải mau chóng hành động, dù ở ngoài cổng cung cũng phải cản ngài ấy lại. Rõ. Xin không được vào cung. Và đuổi theo huynh ấy, không cho huynh ấy vào cung. Rõ. Ông mau tới một nhân phụ báo với Nghi hoàng quận chúa. Rõ. Tôi tiên sinh đâu? Đã vào cung rồi. Đã vào cung rồi sao? Thank you.
Thảo dân Tô Triết tham kiến bệ hạ. Người đâu? Có thần. Kéo tay áo hắn lên. Bệ hạ đang tìm cái gì? Tô tiên sinh, ngươi tới kinh thành rốt cuộc có mục đích gì? Tô mỗ nghĩ là mình có tài, nếu không tới kinh thành thể hiện thì phải tới đâu đi? Nhưng Hải Giang nói ngươi là người cũ của Kỳ Dương, chuyện này giải thích thế nào? Kỳ Dương phủ có người cũ hay không, bệ hạ biết rõ nhất. Điện hạ, hôm nay thống lĩnh sao cũng tới đây vậy? Sáng sớm hôm nay thần tiếp nhận chỉ ý, ép buộc phải nghỉ ngơi. Hoàng thượng đem quyền phòng vệ trong cung giao cho Sài Đô thống rồi. Bây giờ quan trọng nhất là phải điều tra rõ ràng tại sao Tô tiên sinh lại vào cung, có gặp nguy hiểm gì hay không. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, trong cung vừa đưa tin tới Tô tiên sinh vừa vào cung đã được Ngự Long quân tiếp nhận. Sau khi đưa vào những cư điện thì không còn tin tức gì nữa. Cho dù đó có là vụ án vẽ tranh cướp cục hay sau này là vụ Dự Dương phản nghịch, tất cả đều quá rõ ràng. Không biết hoàng thượng muốn tìm bí mật gì từ Tô tiên sinh nữa đi. Cao Trạm, có thần. Cho người tới Đông Cung truyền chỉ tuyên triệu thái tử tới Dưỡng Cơ điện kiến giá. Tuân chỉ. Ta vào cung rồi. Phải, điện hạ. Ta biết rồi. Lúc này triệu ngài vào cung không biết có ý gì? Giam giữ Tô tiên sinh, khống chế phòng vệ trong cung, lại triệu ta vào cung, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tô tiên sinh hiện ở trong cung, ngài không thể tự sa mình vào lưới được. Tô tiên sinh đã hết lòng vì ngài. Thái tử điện hạ có dám chiến đấu hay không? Chẳng lẽ quận chúa hôm nay mới quen biết Cảnh Diễm hay sao? Được, Đông cung, một dương phủ và cả tuần phòng doanh cùng nhau vào cung là chuyện không thể nào. Hoàng thượng suốt ngày nghi ngờ, lo sợ phản nghịch, chúng ta phản cho hoàng thượng xem. Được, có quận chúa lãnh binh bên ngoài đã yên tâm hơn rồi. Nói vậy là sao? Ngài vẫn định vào cung sao? Xét từ cách làm việc của hoàng thượng, không tới nỗi mai phục binh trong cung rồi dụ ta vào. Nếu như lúc này vội vàng đưa quân vào trong cung, mẫu phi và Tô tiên sinh trong cung không ai bảo vệ, phải làm sao đi? Cho nên kế sách hiện giờ là ta sẽ tuân chỉ vào cung, nghĩ cách gặp mẫu phi và Tô tiên sinh trước, ít ra có thể tạm thời bảo vệ cho họ. Nhưng trong cung canh gác nghiêm ngặt, nếu như chúng ta không thể truyền tin tức thì làm sao biết các vị có an toàn không? Giờ Ngọ,
Nếu như tới giờ ngọ chúng tôi vẫn chưa ra, khởi binh vào cung. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bình thần. Tạ phụ hoàng. Nhi thần phụng chỉ vào cung, không biết phụ hoàng có gì căn dặn. Đứng qua một bên. Dạ. Phụ hoàng. Không gấp, vẫn còn một người nữa. Truyền. Lão thần Hạ Giang tham kiến bệ hạ. Tham kiến Thái tử điện hạ. Phụ hoàng, tên nghịch thần này tại sao ở trong cung? Có câu là một kẻ sắp chết nói lời thật lòng. Hạ Giang thân mang tội chết đã đồng ý ở trước mặt trẫm bẩm báo sự thật. Trẫm cảm thấy là sao không nghe thử xem. Bẩm báo gì chứ? Hạ Giang, ngươi có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Bệ hạ, lão thần có tội không muốn thanh minh, nhưng mà người này tội còn nặng hơn, cho nên lão thần không muốn che giấu bệ hạ nữa. Người này mà ngươi nói, rốt cuộc đó là người nào? Hắn trước đây cấu kết với trưởng hoàng tử âm mưu tạo phản Nhiệt Dương Xích Diệm, may mắn còn sống sót. Con trai Lâm Nhiếp chủ soái Xích Diệm, chủ tướng Xích Vũ Doanh, Lâm Thù. Hà Thủ Tôn luôn nói sai sự thật tới chết cũng không bỏ. Lập tức lệnh binh phủ Đông Cung và các bộ tuần phòng danh toàn quân điểm danh, đợi ta hiệu lệnh. Rõ. Ta đi đây. Thái tử, những điều Hải Giang vừa nói con thấy sao hả? Sao phụ hoàng lại hỏi vậy? Người đã biết Lâm Thù từ nhỏ cho tới lớn, chẳng lẽ không nhận ra hay sao? Vậy con có biết chất độc quả hàn không? Cả người nóng bức, lạnh tới thấu xương, cộng thêm tuyết giới trùng đặc trưng của Mai Lĩnh, người bị trúng độc diện mạo thay đổi, ngay cả đến người thân cũng khó lòng nhận ra. Lời nói quan đường như vậy, phụ hoàng tin tưởng? Nhi thần không tin. Cảnh Diễm, chẳng lẽ là con thật sự không biết gì sao? Nhi thần không tin. Thái tử điện hạ trút bỏ sạch sẽ quá. Nếu ngài thật sự không tin người này là Lâm Thù, thì tại sao lúc đầu lại dễ dàng tin tưởng, luôn hết lòng hết dạ hiến kế cho điện hạ, giúp ngài bước lên địa vị Đông Cung Thái tử chứ? Ta muốn chọn ngài. Tĩnh Dương điện hạ. Kỳ Lân tài tử có được sẽ có thiên hạ. Lúc ngươi mới vào kinh thành,
Bế Thái Tử và Dự Dương đang thời kỳ hướng dưỡng. Nếu ngươi không phải là Lâm Thù, tại sao có đường thuận lợi trước mắt ngươi không đi, mà ngươi lại hao tâm tổn trí phò trợ cho một tỉnh dương đang yếu thế tới vậy chứ? Thì ra Hạ Thủ Tôn hôm nay tới là có mục đích rồi. Quận chúa, kinh phủ binh đã tập hợp đủ chưa? Theo lời quận chúa dặn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế tỷ yên tâm, trên dưới một phủ đợi hiệu lệnh của thi tỷ, quyết không có sơ sót. Chờ đợi giờ ngọ. Đó. Bệ hạ, sau khi Mai Lan Giang thả vào kinh, mỗi một chuyện xảy ra ở kinh thành này, người hướng lợi chính là Tĩnh Dương điện hạ. Ngày ấy từ một quận dương không được sủng ái, từ từ được sắc phong làm Thất Châu Thân Dương, cho tới hôm nay làm chủ Đông Cung, còn Phế Thái Tử và Dự Dương đấu tới long trời lỡ đất, tới cuối cùng cả hai tổn thương, một người bị đẩy ra khỏi kinh, còn người kia thì... Còn người kia thế nào chứ? Lẽ nào ta ép hắn khởi binh tạo phản sao? Tiền Thái Tử tại sao bị phế? Dự Dương tại sao lại thương vong? Bệ hạ biết rõ nhất. Cho dù Hạ Giang có nói gì, hắn dùng vệ tranh hãm hại Tĩnh Dương là sự thật, Dự Dương khởi binh của An Sơn cũng là sự thật. Bệ hạ bị dây tại nơi săn bắn, bá quan tổn thương, thân thích gặp nạn, là ai đã liều chết tới đây giải dây? Rồi lại là ai trao trả binh phù, rồi hộ tống bệ hạ về cung? Hiện nay máu chảy tại nơi đó vẫn chưa kịp khô lại. Hạ Giang là chủ mưu của vụ phản nghịch đó, lại lấy quyển giả sử cổ thư không bằng không chứng ở đây tố cáo Thái Tử điện hạ. Không lẽ bệ hạ không lo sợ những quan hồn đã khuất tại Cửu An Sơn thấy chạnh lòng sao? Tô tiên sinh lời lẽ sắc bén ta được lĩnh giáo qua rồi. Đúng vậy, những việc hai năm nay tại kinh thành ta và ngươi đều có lý lẽ riêng. Nhưng có một chuyện ngươi không thể lãng tránh, đó chính là chất độc trong người của ngươi, chất độc quả hàn. Có thể bỏ qua chuyện bất mịch, thành thật thừa nhận mọi chuyện với bệ hạ, cuối cùng ngươi là ai? Được rồi, tôi thừa nhận tôi là Lâm Thù. Lận công tử, cậu không thấy lo lắng chút nào sao? Lo lắm, sao không lo được chứ? Bây giờ hai người thông minh nhất đều ở trong cung, lo lắng có ích gì không? Bây giờ điều chúng ta có thể làm là hy vọng tài ăn nói của Trường Tôn sẽ giúp huynh ấy thoát nạn. Nếu như không cứu được thì... Thì phải làm sao? Thì chịu chết. Hay. Hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được tới giờ ngọ. Tôi nói tôi là Lâm Thù, bệ hạ tin đó là thật sao?
Cho dù tôi thừa nhận điều gì, Hạ Giang tố cáo điều gì, đều là không có bằng chứng, hoàn toàn không có bằng chứng xác thực. Nếu như bị hạ muốn truyền thái y tới bắt mạch cho tôi thì cứ truyền tới. Nhưng cho dù kết quả như thế nào cũng không có ý nghĩa. Cũng không có ý nghĩa. Bệ hạ nghĩ đi. Nếu sức khỏe của tôi thật sự có vấn đề, điều đó chứng minh tôi là lâm thù sao? Trái lại, nếu mạch tượng của tôi không bất thường, có thể chứng minh tôi không phải là lâm thù sao? Không có kết luận. Nói đi nói lại, chẳng qua Hạ Giang muốn tìm đường thoát thân, còn bệ hạ chỉ muốn tìm sự yên lòng thôi. Hắn là một người giỏi xảo biện, cổ tịch có ghi không phải lão thần nói năng bậy bạ. Theo như ông nói, lâm thù quay lại vì muốn trả thù. Nếu như vậy, tại sao bệ hạ có thể bình an vô sự trở về từ Cửu An Sơn chứ? Lúc đó binh phù ở trong tay của Tịnh Dương, chỉ cần nghe ấy chậm một bước để giữ Dương mưu phản thành công, nghe ấy tới dẹp phản loạn, đây không phải là cách đơn giản nhất sao? Không lẽ lúc bệ hạ ở nơi săn bắn, trong lòng người không lo sợ điều gì đó sao? Phạm thượng, lúc đó Trâm đã hoàn toàn tin tưởng Cảnh Diễm. Còn hôm nay, phụ hoàng triệu mọi người đối chất, cuối cùng là ý gì đây? Nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm ra một sơ hở nhỏ nhoi đổ lên người của Tô tiên sinh, bắt buộc phải thừa nhận là lâm thù hay sao? Trâm chỉ muốn tra rõ sự thật. Tra làm sao? Rõ ràng đó là hai người khác nhau, dài dòng ghi chép bắt mạch xem tượng. Những việc làm này đều là vô nghĩa, mãi mãi không thể chứng thực được, cũng không thể nào lật ngược lại được. Những việc Hạ Giang đã làm chẳng qua là muốn trước khi chết gieo xuống một hạt giống nghi ngờ để nó nảy nở trong lòng của phụ hoàng mà thôi. Xem ra sự hiểu biết của Hạ Thủ Tôn về bệ hạ quả là khác so với người thường. Lư Thành, mong đại thống lĩnh, hôm nay không phải được nghỉ sao? Tại sao lại tới đây? Thời gian sẽ quên ở bên cạnh bệ hạ không ít hơn ta, những chuyện biết được cũng không ít hơn ta. Nơi này là gần với dưỡng cư địa nhất, tại sao ta lại ở đây? Sai huynh còn phải hỏi sao? Bệ hạ chỉ ở dưỡng cư điện hỏi chuyện của thái tử điện hạ, không có gì khác hết. Được vậy thì tốt. Bệ hạ, người này chắc chắn là phản tặc lâm thù, lão thần xin lấy mạng ra bảo đảm. Tính mạng của ngươi, ngươi nghĩ ngươi trốn khỏi thiên lao là giữ được mạng hay sao hả? Hạ Thủ Tôn lâu như vậy vẫn còn ở trong kinh thành, bởi vì bên ngoài đã giăng thiên la địa võng, chạy cũng không thoát đúng không? Bệ hạ, tôi đã thừa nhận mình là lâm thù, không có gì phải điều tra nữa. Cứ xem tôi là lâm thù xử lý đi. Lúc đó tổn thương tình cảm phụ tử, triều cục hỗn loạn, người được lợi chỉ có một mình Hạ Giang thôi. Đúng rồi, mọi việc sẽ theo ý của Hiền Phi nương nương đang ở trong cung đón Hiến Dương từ Hiến Châu trở về. Bệ hạ. Bệ hạ. Năm lần bảy lượt gây ra sóng gió, đúng là đáng ghét mà. Bệ hạ, lời lão thần nói câu nào cũng là thật mà. Trẫm mệt rồi, tên nghịch tặc này giao lại cho thái tử xử lý đó. Tội của Hạ Giang đã có pháp luật trừng trị, nên giao hắn cho hình bộ và đại lý tự xử lý. Theo lời thái tử. Cũng tại ngươi.
Trước mặt hoàng thượng dám ngông cuồng như vậy đúng là đáng ghét mà. Bệ hạ, có thể giết lầm chứ không thể tha lầm được. Cho dù là một sự nghi ngờ nhỏ nhoi cũng không thể để lại hậu hoạn đâu bệ hạ. Mau đưa Hải Giang ra ngoài. Dạ. Bệ hạ, có thể giết lầm nhưng không thể tha lầm được đâu bệ hạ. Bệ hạ suy nghĩ kỹ lại. Cao Trạm. À, bệ hạ. Mau ra ngoài chuẩn bị rượu đi. Cứ làm như vậy, người biết đó. Đi đi. Tung chỉ. Cảnh Diễm, hôm nay tớ đi vội vàng, vẫn chưa tới thỉnh an mẫu phi của con phải không? Bây giờ ở đây không còn gì, con mau tới đó đi. Phu hoàng, chuyện ngày hôm nay là ân oán giữa con và Hạ Giang, đã vô tình kéo Tô Tiên Sinh vào, đương nhiên phải do con đưa Tô Tiên Sinh xuống cung. Con nghĩ về phía mẫu phi sẽ không trách tội đâu. Hôm nay tự nhiên lại lôi kéo cả Tô Tiên Sinh vào, đã khiến Tiên Sinh hoảng sợ. Chuyện này đã làm cho Trẫm rất áy náy. Trẫm có chuẩn bị ít rượu để trấn an cho Tô Tiên Sinh. Yên tâm đi, lát nữa Trẫm sẽ cho người đưa Tô Tiên Sinh xuất cung sau. Con cứ làm việc của mình đi. Phu quân, phu quân, Trẫm đã nói rồi, Trẫm sẽ cho người đưa hắn xuất cung, không cần con lo. Nhớ kỹ, con đã là Đông Cung Thái tử, Thiên tử trong tương lai, làm việc cần phải ổn định chu toàn, không được bương bướng giống như trước đây, làm việc không biết suy nghĩ, không biết nặng nhẹ. Chỉ biết nặng nhẹ, không biết trắng đen hay sao? Sao hả? Đông Cung mới lập thì con không còn nghe lời dạy dỗ của Trẫm nữa. Đặc biệt đã xong rồi. Chung này là của Tô Tiên Sinh. Rượu này là có ý gì đây? Con làm việc trước giờ lỗ mãn, dễ bị người khác điều khiển. Trẫm làm như vậy chỉ vì con thôi, không để con bị hắn lợi dụng. Giữ vững tình cảm phụ tử chúng ta, không còn khúc mắc nữa. Con hiểu không? Phụ hoàng, Di thần không hiểu.
Thảo Dân hiểu ý của bệ hạ. Lời của Hạ Giang không thể tin hết, nhưng thà giết lầm cũng không nên bỏ sót. Bệ hạ muốn Thảo Dân chết trong cung để tránh hậu hoạn. Phụ hoàng thật sự có ý này đúng không? Đúng. Cảnh Diễm, phụ hoàng lập con làm thái tử, lệnh con xử lý triều chính. Con cứ luôn cho rằng phụ hoàng hoàn toàn tin tưởng con, đồng ý giao phó Giang Sơn. Nhưng không thể ngờ, một tên tội phạm đã được định án, chỉ nói vài ba câu bậy bạ đã khiến phụ hoàng nghi ngờ con như vậy. Chuyện ngày hôm nay chính là ân oán giữa con và Hạ Giang, không hề liên quan tới Tô tiên sinh. Nếu trong lòng phụ hoàng cảm thấy không yên, cứ việc xử trí con. Chỉ vì một tên bạch y đáng không? Rốt cuộc con muốn gì đây? Trước giờ con luôn làm việc như vậy, không muốn người khác gánh tội thay. Cảnh Diễm, giờ con luôn làm việc như vậy, không muốn người khác đến tội thay. Cảnh Diễm, giờ Tô tiên sinh đều bình an xuất cung rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi không cần phải lo lắng, qua vài ngày nữa ta sẽ nghĩ cách để đón ngươi ra ngoài. Điện hạ, Điện hạ, Điều Cảnh Diễm, người đứng lại đó. Cảnh Diễm, đừng sợ.